Xin chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự. Và hôm nay ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần, ngày nghỉ, xin chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đang có mặt tại Phủ Lý Hà Nam và Tập đoàn Hải Lý, một trong những tập đoàn rất lớn xây dựng tại Hà Nam. Và hôm nay thì với cái niềm đam mê của bác thì tôi vào đây hỗ trợ cho bác một số những cây ở đây. Và các bạn cùng theo dõi hành trình của Tiến Sự. Cảm ơn các bạn. Và đây là một cây sung cổ thụ khá to. Và bây giờ thì chúng tôi lên tầng 2. Một số những cây ở dưới tôi sẽ làm sau. Lộc vừng, quả núi rất khủng. Đây là những cây phía dưới. Vâng, đây là cây ở dưới và chúng tôi lên phía trên trước, trên tầng 2 kia. Vâng, và đây là cây trên tầng 2. Một cây long, như các bạn thấy bệ đá nó rất là nặng. Và đây là sân vận động của thành phố Phủ Lý. Còn sân vận động của tỉnh Hà Nam thì nằm ở phía bên kia sông. Đây là một cây trực xoắn. Một số cái tay nó hơi dài, tôi sẽ giật vào. Nó dài quá các bạn nhé, nó dài quá tao có thể thu lại thì sau này nó thì vậy nó đẹp hơn. Đây các bạn thấy đi. Chỉ cầm thế này thôi, nó dán đây thì nó dài quá.
phóng này, cái tay hai nó phóng, tay phóng nhưng mà nó dài quá. Nó, tất nhiên là nó phóng rồi nhưng mà nó dài quá thì tôi có thể cắt bớt đi. Khi mà ra đến đây nó lại ngóc lên, không bao giờ phóng, nó rớt. Khi mà cắt đi thì các bạn thấy nó sẽ hơi bị hững một chút, thì do đó tôi lại phải vít cái này ra, lấy một cái các bạn thấy nó hài hòa hơn, nó vẫn bay nhưng mà nó mức độ thôi, bay nhiều quá thì không biết là bay đi đâu. Đấy, tỷ lệ nó cân hơn, bay nhiều quá nó rớt. Cây chúng tôi đang lũa những cái điểm nó bị mạ, lũa ra nó lại thành nghệ thuật. Và các bạn nhớ theo dõi video tiếp theo là chúng tôi sẽ thay bỏ cái bệ đá này đi và thay vào cài đá lại cho nó nhẹ hơn, bởi vì chúng ta nhìn như thế này toàn thấy đá thôi, không thấy cây đâu cả, đá và bóng. Thực ra thì các bạn thấy ở phía đây của nó cũng đẹp và già lắm. Và xin kết thúc một video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những video sau, và đặc biệt là những video sau. Và khi nào tôi sẽ làm đá bệ này, tôi sẽ lại gửi đến quý vị và các bạn. Ở những cái phần này thì chúng tôi sẽ quét keo vào, và lúc này thì chưa có kịp kép thì tôi sẽ quét sau.
Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn video sau.